Hello, chào các bạn. Con cháu hôm qua cô thấy quá trời ổ cá sặc nè. Rồi cô thả cái lợp đây để giờ cô với Như dở thử coi có không, có mần chiên ăn cơm nha các bạn. Cá sặc chỗ nào có ổ nhiều là có cá nhiều mà không biết bữa nay nó có vô không. Thôi ơi, vô chữ vậy nhớ. Đêm hôm mày chạy mưa nó chạy nè, ốc ép gì vô hết, có mấy con chết luôn. Các bạn thấy ổ vậy là các bạn đặt lợp là có ổ nghẹt luôn. Bây giờ cô vô cô mần chiên ăn cơm nha. Mở cái lợp cô đổ ra ốc đồ gì vô tá lạ luôn mày. Các bạn thấy ở vườn mình dễ kiếm đồ ăn không? Mưa là nó sẽ chạy á, ốc đồ gì cũng vô hết nè, nhỏ lớn gì vô. Thấy các bạn thấy cái ổ mà có bọt là các bạn đặt lại vô dữ lắm. Lát chắc cô mà lựa mớ mần chiên ăn thôi, còn nhiêu rộng rồi. Nhà mình đặt có mần ăn chứ. Người ta đặt người ta bán tới 80 ngàn ký hôm qua Trang Phú mua chiên ăn. Đêm hôm này tại mưa quá tay à. Cô đặt nghe cái ổ rồi có nhỏ lớn gì vô hết. Giờ cô lựa ba con mần chiên ăn còn nhiêu rộng lại. Mấy nhỏ lát cô đem ra đìa cô thả cô nuôi lại. Nuôi lại cho bự ăn. Thả vô đìa tây tượng. Cô mua ký măng cô bỏ trong tủ ra. Nay cô mua mấy cái nục nữa về kho làm cơm ăn các bạn ơi. Mình đi làm cái măng. Cái này cá chiên rồi. Con cái măng này con xào quá. Rồi con chấm ăn rồi, bể bụng luôn. Kho cá nục mỡ với măng, dưa măng. Cho dầu vô. Cô xôi cho tỏi vô. Ngay kho dưa cá này với dưa măng ăn cá ngon. Nãy cô làm xong rồi cái cô ướp nước màu vô với tiêu với bột ngọt với bột nêm với muối với miếng nước mắm nha các bạn. Chá cũng kho dễ chứ không có gì khó. Nay cô kho dưa măng. Có người ta không kho cá biển đâu, không kho nước mặn. Sáng cô đi chợ thấy này là cá nục chuối nè, nó ngon quá đi, tươi quá. Cô mua nhà có ba người mua ba con mà nhiều khi Như nó không ăn nữa nè, chứ không mua nhiều rồi ăn không hết. Cho nước vô đi, lấy nước màu kẹo vàng. Giờ cô cho nước vô luôn nha, mình để măng luôn. Cô cho măng vô luôn để cho thấm. Sáng ông xã cô đi uống trà đi mất luôn. Cô đi chợ về không có nhà. Lâu lâu ăn nhé. Món cá nục kho măng này chắc ngon lắm các bạn ơi. Nên ăn chắc bể bụng quá. Bỏ ớt vô luôn. Bật chi vô luôn. Bật hết nước của ăn. Cá cô chín rồi cô nhắc qua đây bếp bên đây cô để rồi cô đặng cô chiên ban cá sặc nha các bạn. Đó, chẳng chưa. Giờ cô chế dầu vô đang chiên cá nha. Cho cá sặc vô. Cũng chưa sôi mấy. Thank you.
cá cô vàng quá rồi, cô sẽ vớt ra. Ngon chưa? Ngon chưa? Hello, chào các bạn, các con, cháu, cô với Như nấu xong cái bữa cơm sáng rồi nè. Giờ chắc cũng cần 10 giờ rồi, sáng đi chợ rồi. Mời các bạn con cháu thưởng thức. Bữa nay cô cá nục cô kho măng với cá sạc cô đặt lợp nhà chiên nha các bạn. Mời các bạn thưởng thức bữa cơm sáng với gia đình cô nha. Cô với Như không à, xã cô sáng uống nước trà ổng đi mất à. Bạn con cháu thưởng thức cái món cá kho, cá nục kho măng với cô với món cá sặc chiên nha. Cá sặc cô đổ lợp. Hello cả nhà, mời cả nhà ăn cơm hai mẹ con mình nha. Được, tôi đói bụng quá. Bụng quá tay luôn. Bụng quá tay rung. Sao mà chợ biểu diễn không? Rung gấp một cá sặc không được. Ngon quá. Ướp một chút muối vừa. Mình nghe rung xương quá. Măng chua chua ngon. Rồi. Được rồi. Nó thì phải mang mỏ măng giữa không? Thèm mang cho ăn măng không, không cho ăn cá. Ngon quá các bạn. Măng này thì cá chiên xào măng này ăn cũng ngon, mà nay thôi cũng kho. Mốt chiên rồi cô xào. Chúng ta ớt ăn cho nó. Thật nhìn giòn, ăn luôn thương. Ớt này không cay nè. Ớt này hiếm chặt. Không cay ha. Thôi, cắn mở trái rồi. Con mới ăn hết trái nè. Mới ấp thêm trái nè. Đúng rồi. Thôi, cái thật chiên ngon. Mấy hổm cô đổ lợp cô bầm rồi với chung với thịt rồi nấu canh ăn cũng ngon. Mùa này cá sặc có trứng quá trời luôn. Đúng rồi, cô chiên. Chiên mới ngon. Kho cũng ngon nữa. Mà không thích ăn bằm. Ăn cá ớt nữa. Dạ. Thích cá ớt rồi. Trời ơi, giờ vô cái bụng nó mới nóng trong bụng á. Quá đói bụng hả mẹ? Đúng là cô thèm cá quá. Nhà ăn cá rô đồng, cá này kia. Mai ăn cá biển bữa. Cá biển này, nục chuối này nạt không? Nục chuối được. Năm lần ngàn ký á. Mà cái đó 3 con 42 ngàn. Hai trái ớt rồi mà. Cay quá. Ăn một trái. Ăn trái xanh. Lỡ môi rồi mà ăn cay. Rát quá. Ăn nhiều thôi. Cảm giác mình ngay cái ớt không mà. Ừ. Bây giờ mà nó cay. Có thể mà ngon. Ngon ớt tê. Đi kè hổn. Cay tận xương tủy. Vua măng này không phải dưới mình có nha các bạn. Trên đồi núi rồi người ta
mang cái gùi người ta đi bẻ mang gì người ta làm dưa cho em cho bán cho mẹ biết mà coi con em. Có phơi mang khô nữa này à. Làm hai món làm dưa măng với măng khô. Có cái chị YouTube ba ở rừng đó ba bẻ phơi khô rồi có mang gì nữa. Một sớm hả nay ăn bãi bụng mà này cô sẽ ăn cá biển lâu lâu ăn sẽ bể bụng. Nhà có 4 người, Tiên đi làm, ông xã cô cũng đi làm mà anh nay không có làm, tháng này uống nước trà đi đâu cũng bắt cá rồi. Chân gà người nhai luôn chưa? Chân gà ở đâu? Chiên vàng giòn về ăn luôn xương. Nước không? Ăn đều đổ không đau tử rồi. Đau bao tử gì? Không đau. Ăn cay quá. Hai chai rưỡi rồi. Dục cái đầu á. Không chi dứa. Cá là cá tươi coi thịt nó dẻ ngon ghê không? Ngon ghê không? Thịt nè. Chấm nước tương. Không kho chiên ăn cũng ngon nè. Chiên ngon. Xích trà cũng ngon. Thấy mà. Ừ. Xích trà là cũng chiên đúng không? Rồi mới để cà vô đúng không? Ừ. Cái nước đó cả. Chứ không phải là để cài vô trước không mà. Có đường kiếm để vô. Quá ngon. Hầm. Ăn chén ăn nhiều. Hai chén nữa. Cái bơ đồ cơm sáng ăn với cá biển kho măng với cá sạc cô đổ lợp chiên tới đây tạm dừng nha các bạn. Các bạn thấy bữa cơm sáng này ăn cơm cá rồi hấp dẫn, các bạn đăng ký like cho cô, like cô có động lực cô làm nhiều món mới nhất để cho các bạn xem nha. Các bạn nhớ ủng hộ cho ba mẹ con cô luôn nha, các bạn yêu thương các bạn rất nhiều. Bye bye.